Đen rồi nó dùng nó nhanh hơn anh. Độ chính xác là cao bao nhiêu? Dạ. Quay Anh khỏi cần, anh cứ để vô anh hàng thôi. Lữ nó ăn chậm, nó như vậy á, tóc máy tôi chậm chậm thì nó sẽ ăn từ từ rồi nó kêu không bị gì đâu. Quan trọng nhất là cái lúc mà